Đây là vườn Dendro nắng ở Tây Ninh nhé. Bao lớn. Đẹp á, trông kêu đẹp. Rồi, những cái chậu lan bao đẹp luôn. Đây là Dendro nắng. Còn đường chậu quay này. Chậu này khỏi không? Chậu này khỏi chuyển đi đi. Chậu đấy đưa chậu xứ là chỉ có chuyển bằng xe tải thôi. Mấy chậu này chạy xe tải rồi, mà phải chạy đi nằm nó đứng không được. Không có cao quá, nó cái cao cái bà liệu đẹp quá. Chậu này đúng này. Cái này đẹp ha. Cái này được mấy chậu không? Lá à, cái này cây lá biên. Mười biên lá biên. Là mấy cây Dendro nắng, cái này cây hồ mang đúng không? Mười bít luôn hả? Là mấy cây hồ mang hả? Kinh năm. Còn cái này cái gì? Này. Cái này là cây Sisawai. Trắng mây vàng. Hả? Trắng mây vàng khác nữa hả? Đó là của hàng hoa nhưng mà đồng biến cái trắng mái vàng nè. Hai cái này cây hổ mang nè, hai chậu này. Hai hổ mang. Cái này cái đấy, kình 3, kình 5. Cái này xe Suret cái này. Đúng rồi. Xe Sa. Xe Saret. Wow, một vườn Dendro nắng bạc nghe đó. Còn cái này cái gì? Cái đó cũng dòng nắng lai. Bông chụp như cái bạc. Còn cái này là bông bệt. Cái này vẫn đột biến hả? Cái này là tay thỏ ta. Thỏ vàng. Này cái thỏ vàng. Vàng. Trồng Dendro nắng là chơi dần trụ thì mới đẹp. Dendro nắng là chơi đúc dần trụ rồi thì bao đẹp luôn. Bên kia đến thành đại Indo. Đúng rồi. Ba cái gì ông điếu á. Ông điếu ở ông điếu đang kia. Ông điếu bên này hoa siêu hoa nhiều không? Cây đăng thái. Trời, cái đăng thái đẹp quá, đẹp không? Thôi ôi, năm nay không có hội thi nào để đi cả. Thơm ha, cái này thơm. Lâu lắm rồi đó. Sao hoàng hậu lá biên hả? Cái hoàng hậu đây chịu nắng không được. Nắng quá nó chịu không được. Không có bông. Nó nóng nó chịu mát thôi. Cái hoàng hậu nó không chịu nóng. Trời ơi, hoa lộc thì trồng quá hợp luôn trên mình vậy. Đây là Dendro nắng với lại cái Mocara với cái Delena đó thì thôi. Cái hai mấy chậu điểm mà trên mình. Hụt điểm. Điểm mình chết queo luôn. Chết queo rồi hả? Nó ụn vậy ta? Trên mà còn cái đọt á, đọt trên giờ ra rồi giờ dán dưỡng lại. Còn giống là được. Con. Do có khi cây nó về đó nó lúc đầu nó bị sốc đó, rồi nó nhiễm bệnh nó không chưa hết. Cây của anh Phượng cũng chết hết cây. Ba cây mà nó bị gãy đập chết một cây. Ok, nó có cây màu vàng hay ta. Cái đó cây màu. Để rồi đấy. Cái này là gì hay? Mini. Đây là cây đúng rồi, đây là mini. Gia gia nằm trong. Gia gia là ở trong. Gia gia, gia gia là rất có gửi cho mình mấy cây gia gia. Đây phải không? Không phải. Cái này mới ra nè. Cái này mini. Dạ. Bữa không có là đưa cho mới anh ta trắng á. Có đưa cho mấy hai lần đưa về đây sẽ thay chậu lớn. Anh ba trắng này lá cái đẹp. Nó sợi cái nó già cây luôn chứ. Đó là già được biến mà. Sao lại cấy được? Chớp rồi mà mấy cái đâu cấy được hả? Đồ đâu có cấy được. Cấy nó chả gì cũng no hết trơn à. Cấy thường ra quay trở về như lúc đầu. Thôi cái này mà làm lẩu cá. Đây là mấy cây gì ấy, cây đây nè. Ren red. Đây mấy cây red. Sao chưa thấy mùa hoa của nó ta? Cái này cái Delena hả? Delena này. Cái này vàng. Là vàng hả? Vàng hết trước á. Cái ren mới không có bông cá rồi á.
nó ra cây không mang chết, ủa mới nở không? Đâu? Bên này cái đen rô màu hết, bên này đen rô màu. Màu có, nó có. À. Ồ, cái chớp đẹp vậy. Cái số 2. Ừ. Số 1 đẹp hơn. Có cây ở số 2. Ừ. Chớp. Cái này cây số 4 nè. Ừ. À, còn có nhiều á, để ừ. Đây là bên kia khi trâu trong gì? Coca-Cola. Cái này cái gì em quên mất tên rồi. Cây nhất điểm hồng. Không không, cái tên nó là cây nhất điệu hồng hơi sơ. Đamri á. Ừ, Đamri, cái là Đamri. Đamri á. Ừ. Nó lai từ cái nhất điệu hồng ra. Ừ. Mới làm mấy trụ này lúc hình như lúc mình lên lên là chưa có mấy trụ đột biển không ta? Chưa. Ừ. Có cái mấy trụ đột biển mà. Ừ, đâu ra xem. Đây là 15 phòng remo. Đây có phòng remo đây. Ừ. Remo vô hạt. Ừ. À. Ồ, ghê vậy. Mới ghép đẹp đó, thời gian năm nữa là đẹp lắm. Ừ. Kiếm được cái bẫy lùa đâu ra vậy? Lùa kỳ đi lạc đó. Sao chờ về được? Xe không mua về. À, rồi ghép nhiều cây là à, đâu phải từ dài sao chờ về chứ. Ừ. Ừ. Ôi ơi, bụi nhạn cái đẹp ghê vậy ha. Rất là nóng, khả năng nóng quá. Có bụi kiều mà bữa đi Đà Lạt mua. Mấy bụi nhạn đó luôn hả? Bụi quế. Bụi thủy tiên, bụi kiều. Ừ. Tết, năm Tết nó cũng ra bông dữ. Ừ. Đẹp ghê á. Cục điệp nè. Ừ. Sao có cây cục điệp nhiều, có hoa hả ta? Hoa trễ. À. Cái là cây ren red. Cây của anh. Ồ, đây hả? Này. Đẹp ghê vậy. Đó, cây phượt đó. Ừ. Mà nó gãy cái đoạn này không? Giờ nó ra cái cây con khác đúng không? Còn cái cây của ông. Lên lại, mong lên lại. Cây lá mít. Ừ. Được sống được từ mất giống thôi chứ. Cây lá mít. Cây lá mít này sao bằng cây này? Cây nào? Ở đây có cây này nhìn cái gơi này. Cây đó hơi hám vậy. Cây Thái à? À. Cây Thái. Cây gừng luôn á. Cây rừng hả? Rừng hoa đẹp vậy. Rừng vậy hiếm lắm á. Cây này rừng mà được. Trời, cái này lá nè. Ừ. Cây rừng luôn á. Đây khúc này là ngọc điểm. Ừ. Ủa này ngọc điểm mà.